nghệ sĩ đấy, nhưng mà người ta cứ hay gọi mình là đồng nhôm nhựa. Cái cốc uống nước này, những cái chai nhựa này là thu gom tại gia đình này, ở các trường học từng người một, người ta có ý thức về môi trường rất là tốt, ta cũng hào hứng thu gom một mình. Em nhìn thấy cái giá trị nghệ thuật ở trong những cái tác phẩm mà chú làm nên là em cũng muốn góp một chút sức mình cho chú ấy. Nhìn thì như ve chai này thôi nhưng mà thành tác phẩm nghệ thuật thì nó rất là lung linh. Đây là vẽ cái công đoạn cuối cùng của cái tác phẩm, một cái màu của một cái phù sa của sông Hồng á. Đấy, dùng cái hình tượng cái sóng như một cái chiều dài của lịch sử Việt Nam qua các cái thời kỳ, hơi đương đại, rất là mới. Lúc vào buổi tối người ta bật đèn lên con thấy rất là đẹp ạ. Con thấy ở đấy giống như là thủy cung những con cá đang bơi ạ. Một cái thủy cung trên cạn, nó tương tác luôn với cả cái mái nhựa vòm. Những cái hình hài của những cái sinh vật biển trở nên rất là sinh động. Những cái họa tiết sóng của đời nhà Lý và nhà Trần. Tác phẩm vẽ 3D và tương tác luôn với cả nhịp bước chân rất là thú vị.